Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video là để thông báo đến tất cả các bác là cái mẫu bát 40 leo từ trắng của Tùng Nguyễn đã có hàng. Thì do Tùng Nguyễn đợt đầu thì nhập test độ tầm chục cặp, bây giờ thì Tùng Nguyễn sẽ nhập nhiều hơn. Và anh em nhập về và thay các bộ dàn array rồi là lắp mới rồi các mẫu loa 715 full đơn, full đôi anh em cũng mua về để thay để đi làm cho nó nhẹ nhàng và lấy tiếng ca sáng. Thì cái dòng trước màn hình đây là một cặp leo để lấy ca rất là tốt. Và cặp leo từ trắng này của BNC thì nó có cái cấu hình từ rất là to, oánh uy lực, lời ca tốt. Xin nhắc lại các bác nhé, dòng leo bao giờ là tiếng ca tốt, tiếng ca rất sáng. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết hơn để cho các anh em nào mới đăng ký kênh rồi có nhu cầu đến cái dòng leo này thì để tham khảo mẫu leo để đặt hàng. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu củ bát của nó. Xương của nó là xương trẻ đôi, xương nhôm đúc các bác nhá. Chạm nhún màu đồng các bác nhá. Leo từ trắng. Đấy các bác ấy, từ con này là từ to nhá. Đấy, nhiều video Tùng Nguyễn đã nói rồi, từ nó khác. Tiền nào của đấy, nó khác là nó khác ở cái từ. Và bao giờ hàng cao cấp thì nó làm các linh kiện đi kèm thì nó rất là chất lượng. Tất cả các cái kẹp sắt của nó đều là thép 7 màu, nhìn rất là long lanh các bác nhá. Từ trắng và thép của nó là thép 7 màu. Các bác nhìn thấy bộ kẹp T, kẹp lỗ của nó rất là đẳng cấp. Từ leo đây các bác nhá, nó chỉ mỏng một tí thôi nhưng lưng lâm châm của nó đẩy gấp đôi gấp ba từ thường. Và củ bát thì nó rất là nhẹ để cho anh em đi làm xô nó nhẹ nhàng. Tiếng ca rất là tốt. Côn 76 màng màu ghi xám trắng. Côn 76 bao giờ lời ca của nó rất là tốt. Còn đâu các dòng côn 100 thì bao giờ nó cũng thiện về tiếng bát nhiều hơn, để cho anh em thích các cái bộ dàn uy lực. Còn côn 76 nó đi các cái show mà về ca nhạc hát hò nhiều hơn thì mình đánh côn 76, hoặc là anh em nào làm côn 100 rồi thì mình pha thêm cả côn 76 vào. Để cho nó, để cho cái tiếng ca nó sáng hơn. Đấy các bác nhá, mình đánh côn 100 rồi nhưng mình đánh thêm côn 76 vào để cho trộn vào cho tiếng ca nó sáng. Thì còn đâu cái cặp mà màu màng của nó thì màng là màng sơn dầu rồi. Màng sơn dầu chống nước các bác nhá. Cấu hình màng sơn dầu chống nước để anh em đi làm sự kiện tránh khỏi mưa nắng. Khi cái độ màng của nó khi các bác lắng nó, mình đánh sự kiện mình hay đánh ở ngoài trời, thời tiết rất là khắc nghiệt. Mưa vào xong rồi mai lại nắng vào thì nó rất là khắc nghiệt. Thế cái bộ màng này thì bao giờ nó cũng cho cái độ màng nó đi đánh sự kiện nó bền hơn. Nó mưa vào thì nó lau chùi nó rất là dễ. Lau chùi rất dễ và gân vải tẩm dầu hai gân nha các bác nhá. Màng sơn dầu chống nước. Đấy các bác nhìn đi ạ. Nhìn cái từ của nó rất là đẳng cấp. Bộ này thì anh em mua về giáp mà phản hồi chất lượng rất là tốt. Tiếng bát mạnh hơn các dòng leo bình thường và lời ca rất sáng. Và u sắt của nó, tất cả các kẹp từ đều làm bằng thép 7 màu. Đây là cấu hình cao cấp và giá cặp này bao giờ cũng chát hơn các so với các cái cặp khác. Tùng Nguyễn hôm nay xin khép lại video ở đây. Hôm nay Tùng Nguyễn làm cái video này là để thông báo đến các bác có nhu cầu về array hoặc cần đến tiếng ca tốt thì lên đặt hàng của Tùng Nguyễn các cái mẫu leo như thế này để chất lượng. Để Tùng Nguyễn xin khép lại video ở đây. Và các bác nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn nha. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt.